màn thì nóng bỏng. Ba chàng rất cool. Thế là tình yêu sét đánh. Họ bên nhau nồng nàn như nước và lửa. Và kết quả của tình yêu này là hai cô gái rất khác nhau. Chào buổi sáng, thế giới đầy nắng. Goody giống hệt mẹ. Thay vì đắp chăn, cô ấy ôm máy sưởi. Vậy đấy chị. Jun lại giống bố như khuôn đúc. Cô nàng ngủ trong tủ đông, nơi đủ mát mẻ và dễ chịu với cô. Xung quanh cô luôn bao phủ bởi băng tuyết, kể cả bức tường. Jun ơi, hình như em cảm lạnh á. Hay mở cửa sổ lấy chút ánh sáng nha. Không không, chị chết vì nóng mất. Che lại mau. Ô không, cuộc chiến không hồi kết giữa nóng và lạnh lại bắt đầu. Scorpio và Sub-Zero, ai sẽ thắng? Goldil yêu âm nhạc nhiều năng lượng. Và bài hát này đang cháy lên. Mình cũng muốn nghe nhạc, nhưng tai nghe của mình đang làm phản. Mình không thể gỡ rối nó được. Ồ không, bây giờ nó đã thành băng rồi. Được rồi, ít nhất nó sẽ không bị rối khi đông cứng. Mình sẽ nghe âm thanh của tuyết. Rất êm dịu. Goldie đang tập trung suy nghĩ. Theo thói quen, cô nàng quấn tóc quanh ngón tay. Yeah, ngón tay của Goldie nóng quá. Nó thành máy uốn tóc luôn rồi, không tệ. Chúng mình đang tắm nắng. Goldie thích thú. Nhưng trời quá nóng cho Jun. Jun, chuyện gì vậy? Trời còn nóng hơn cả sa mạc Sahara nữa. Thôi đi, phải làm lạnh một chút. Bão tuyết ở đâu ra vậy? Jun, dừng lại, lạnh quá đi. Mình thích nó. Giờ làn da rám nắng của mình sẽ trở nên hoàn hảo. Titanic là bộ phim yêu thích của chúng mình. Nó có mọi thứ. Tình yêu nóng bỏng và một tảng băng lạnh giá. Đây là phần buồn nhất của bộ phim. Thảm kịch sắp xảy ra. Buồn làm sao, không thể chịu đựng nổi. Nỗi buồn lạnh lẽo của John làm tắt hết nến. Goldie lại thắp sáng chúng lần nữa. Nước mắt của Goldie nóng đến mức có thể cho vào cốc và pha một ít trà. Đây, uống một ít trà hoa cúc đi. Chúng ta đã sẵn sàng cho cảnh cuối cùng rồi. Đã đến giờ tập yoga. Các cô gái dùng thảm tập yoga ở nhiệt độ khác nhau. Goldie ngồi tư thế hoa sen trên thang. Đây là yoga BBQ. Và Jun đang ngồi trên băng. Đây là sự hài hòa và cân bằng thật sự. Hai chị em này thậm chí còn tắm theo hai kiểu khác nhau. Jun quen tắm trong giá buốt. Một cơn bão tuyết thay cho nước. Thật là buổi tắm sảng khoái. Lạnh quá. Như kỹ băng hà thế này, sao mình chịu nổi? Mình cần nước nóng. Tắm trong lửa. Thật tuyệt. Mình sẽ xem video yêu thích. Đó là một chương trình thực tế về lính cứu hỏa. Video nóng đến nỗi có thể nướng kẹo dẻo trên đó luôn. Jun, ăn không? Không, cảm ơn. Chỉ cần phá băng trên laptop nè. Lẽ ra chị không nên xem chương trình về Nam Cực. Nào, gần xong rồi. Nước trong bồn tắm quá nóng. Suýt chút nữa bị nấu chín luôn rồi. Nhưng Jun, có một giải pháp nhanh chóng. Bồn tắm nước đá là hoàn hảo. Và Goldie bốc lửa tắm như thế nào? Tất nhiên trong một nồi nước sôi dưới ánh nắng mặt trời. 150 độ C là hoàn hảo cho mình.
mình đã sẵn sàng cho bữa tiệc. Trang điểm đã xong rồi, nhưng vẫn thiếu thiếu gì đó. Son bóng. Mình trang điểm kiểu Frozen. Son này làm từ đá tinh khiết. Hãy nhìn cực quang huy hoàng trên môi mình nè. Và mình có son môi của riêng mình. Nó được làm bằng ớt cay. Môi mình đỏ như lửa. Xong rồi, chúng mình đã sẵn sàng đốt cháy bữa tiệc và làm cho nó thật cool. Bữa tiệc đang sôi động. Goldie đang biểu diễn một điệu nhảy bốc lửa. Nóng quá. Và John đang biểu diễn điệu nhảy bông tuyết Bắc Âu của cô nàng. Yeah! Goldie đang đốt cháy sàn nhảy. Ở đây đang rất nóng. Ngay cả trang phục của Goldie cũng biến thành trang phục bốc lửa. Không thể dập tắt ngọn lửa trong tim của cô ấy. Và John có một chiếc áo choàng làm bằng cực quang. Điệu nhảy hoa tuyết của cô nàng rất êm dịu. Hai chị em có tính cách rất khác biệt, nhưng họ là hai nhân vật quan trọng của bữa tiệc này. Hãy đi xem phim. Nhưng nên chọn phim nào? John muốn xem một bộ phim đầy tuyết, The Revenant. Và Goldie muốn xem một bộ phim nóng bỏng, Mad Max. Nhưng Tommy sẽ chọn gì? Nóng hay lạnh? Chờ đã, mình có ý này. Mọi người sẽ thích. Hãy đến buổi hòa nhạc của nhạc sĩ yêu thích Suzuki Paco của mình. Mình sẽ rất vui cho xem. Không đời nào. Tommy, tự nghe nhạc một mình luôn đi. Chúng mình sẽ đi xem phim. Jenga, em thích nó. Chơi nào chị? Sao lại không? Chơi đi. Hai cô gái đang rất cố gắng. Một khoảnh khắc rất hồi hộp. Goldie đang rất căng thẳng. Và ngọn lửa bên trong cô lan sang bộ Jenga. Úp, xin lỗi. Em không cố ý đốt bộ Jenga của chị đâu. Hay quá ha, Goldie. Ơn trời đã có bình cứu hỏa bên cạnh rồi. Chào các cậu. Ui da, hình như Tommy đã quên ôm hai cô nàng này rất nguy hiểm. Goldie đốt cháy chiếc áo của anh ta và chạm vào John làm anh ta đóng băng. Tommy, chúng mình rất xin lỗi. Này, em có muốn ăn Skittle không? Chắc chắn rồi. Những cô nàng kỳ lạ nay ăn Skittle theo cách của riêng họ. Goldie rực lửa chỉ lấy kẹo đỏ và John băng giá chỉ ăn kẹo xanh lam. Trông giống như một trận chiến khác. Màu nào có nhiều kẹo trong túi hơn? Lạnh hay nóng? Rất tiếc, chỉ có vậy. Đã hết skin lộ yêu thích của chúng mình rồi. Và các màu khác không hợp gu của chúng mình. Thời gian cho nghệ thuật. John vẽ tranh phong cảnh mùa đông tuyệt đẹp. Có thể cảm nhận được tuyết rơi. Tranh đẹp quá chị à, em cũng muốn vẽ, được không chị? Goldie sử dụng các tông màu nóng nhất. Cô nàng sẽ vẽ một bức tranh về lửa ngay bây giờ. Goldie tập trung đến nỗi lỡ đốt cháy luôn tấm vải. Bức tranh lửa này hóa ra rất chân thực. Rất tiếc. Một cô gái lạnh giá sẽ thấy gì trong mơ? Một câu chuyện cổ tích lãng mạn về bão tuyết. June ngủ say đến nỗi cô nàng thở ra tuyết. Một nữ hoàng băng giá ngủ say. Goldie ngủ gật khi đang đọc cuốn sách yêu thích của mình. Cô ấy đang mơ về điều gì? Tất nhiên, đó là ngọn lửa sáng nhất. Bạn có thích cặp chị em của chúng mình không? Hãy comment và bật mí bạn thích ai hơn nha. Goldie rực lửa hay John băng giá? Và đừng quên like video này, đăng ký kênh của chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới về phong cách sống rực lửa và lạnh giá từ Trôm Trôm nha.